Chị trộn mà ở cái vị trí mà bị hại họ để thì các cái vị trí thì các dấu cái tự mua máy thì bao nhiêu sợ gì chưa mấy tiền ngàn ở vị trí này tên người di chuyển của bà đâu ở trong mắt kia trong mắt chị vũ trang chăm chị đã trả tiền cho người ta chưa khi trộm tài sản về thì chị có kể lại về cho chồng chị số tài sản này là chị cất giấu ở đâu? Ví dụ cái việc trộm cắp tài sản không?